Đây sẽ là một round đấu vóc vai để bách viên bên phía của team đại bàng. Thì nhắc lại anh em, đây là xem một bot skin một lửa thì ăn quả flash quá trắng, và bây giờ đó là một cái chết trắng dành cho Pichan. Mibu đang di chuyển, đặt bom luôn ư? Jenny, như vậy Jenny chết chay rồi. Và vết bà và đang một thứ bay tơ rất gọn gàng. Đây là một thứ bay tơ thì bắn ra trượt. Đỉnh cao, đỉnh cao, cứ thế các bạn luôn, đó là một tiếng đỉnh cao. Thua đây, thua đây. Đại cùng chờ xem. Hello motherfucker. Đi sai cát chứ làm gì đây, bom đang rơi. Vâng, ngứa tay bắn con gà, bây giờ đi sai cát u sấy. Trời ơi, bốn à, nó bao xe bất tử đến trước anh viên về phía của đại bàng. Đâu được tin được, ông nào bắn gà ấy nhở? Ông nào bắn gà ấy nhở? Con mẹ đang kia đây, tự nhiên đi bắn con gà, ngứa tay cái nhìn con mẹ địch lên luôn, bắn chết à? Thua. Nhìn rõ con gà thôi, bỏm vắt. Ngửa tay. Đang kê đẹp thì đi quay vào con gà. Nhớ hiểu mà đi. Lại một mình sai cát thôi, sai cát sẽ làm gì như thế này. Vừa chạy và bắn đi từ sai cát và có sức cover đi từ những người đồng đội. Bắn toàn trượt đang đứng, không có bắn hết này, bắn hết gì đây? Bắn hết trúng này. Vâng, bây giờ thì sao đây, đi qua sân bốc. Mày quá có gì bao giờ đến từ đạo sơ đạt, một cuộc đấu trí đến từ hai player. Rất tin cả hai player đều bắn hết băng đạn của mình nhưng không ai chết cả. Có tràn vào ai không? Có đâu súng mà như vậy đạo sơ đạt bị bắn chết bây giờ. Ui rồi, tám rồi, tám nhìn không? Nào. Ui, tay vỗ cái gì đây? Ôi, tay vỗ ba đây à? Vỗ ba đây à? Đi cái này. Đây xem được đánh vào khu bom sai B. Đặng Xuân Đạt đang ok đẹp. Đặng Xuân Đạt nằm xuống rồi. Và giờ đi sai ca. Sai ca rất bình tĩnh nhìn thấy bỏ qua đối phương. Ui không bắn ai luôn. Đây rồi, nhìn thấy rồi. Sấy. Đi ra một tí rồi. Cuối cùng nó bắn trúng được. Vâng, bắn không trúng một viên đạn nào cho đến viên đạn cuối cùng. Nhưng Jenny vẫn đặt kịp bom thì đúng rồi. Đấu hải quá đà rồi. Không có súng trong người luôn. Đi đầu tăng cơ cầm dao. Hút đạn. Cùng chờ xem chủ tịch. Ờ lại rẽ luôn. Thi đồng đội à? Thi đồng đội của anh đẳng cấp nhở? Đi lên đi. Cái gì đây? Lại chạy về à? Ờ chết mẹ đồng đội đi nhở. Vâng, bây giờ thì có đâu súng của bó xe B. Mất hai người bó xe B rồi. Ô. Nào chủ tịch. Ôi trời ơi, đạn lạc à, đạn sơ đạt cover kịp thời. Và bây giờ thì không biết. Ui trời ơi. Sấy quả phải gọi là đỉnh thật. Đỉnh của đỉnh luôn. Tí số bây giờ là 5-9 cho team đại bàng luôn. Không một ai đi mid, không ai đi banana nào luôn em ạ. Đi 4 xe mid bên kia cũng đẩy mid. Rồi chúng ta hãy chờ xem đi đâu là ai đây. Đặng Xuân Đạt đẩy mid kìa. Vâng, có thì cũng đẩy mid. Bắn nhau rồi, rất quyết liệt. Bây giờ đang là những giao tranh. Một mạng nữa dành cho sai cát. Lửa ném ra là chính xác thì cũng đang là 4v3. Đang một tiếng móc, đây rồi, tôi nhìn thấy cái gì này hay này. Đây rồi, trời ơi, đang bị view. Nhưng still rồi, bắn chết, bắn toàn trượt. Không biết. Nhưng vẫn không ai biết rằng đang bị view ở đâu, dù là rút giảm thanh ra. Tay đạn đến từ đang bị view, và giờ sẽ là một tiếng móc sau lưng. Tại mình chờ xem, Sidecast sẽ gặp đang bị view. Đây rồi, giúp tao chè em đúng rồi. Úi giời. Cạo lông mà không phải chọc tiết. Ôi. P90 thì Đặng Xuân Đạt, và giờ Đặng Xuân Đạt đang chờ hiệu lệnh. Phi rồi, mạnh mẽ nào Đặng Xuân Đạt. Úi giời, chết luôn, và đó là một tiếng bắn off. Bây giờ thì sao đây, bắn toàn trượt. Đạt vào trong sờ mốc, đang bị view, có đắp 1 kill. Bắn toàn trượt nằm xuống rồi. Bây giờ thì sao, bắn trượt một viên đến từ đạn bị view. Liệu có mạng hay không? Không được rồi, xây kép công được bắn khá tốt. Bây giờ thì Pichan đang đẩy lên luôn. Pichan hạ gục Steel rồi. 2v2 có thể làm được khi mà cả bộ đôi bên phía team đại bàng đều đang rất yêu máu. Pichan ngây thơ đi không, mình bước qua đời nhau. Đừng làm nhau đâu. Làm nhau không, gặp nhau không muốn chào. Sao lại bỏ quả chạy tí tết nhở? Ngây thơ thật. 12-13 là cái team đại bàng. Mũi bụ đã lùi lại rồi, giờ thì nghe tiếng mặt ra trượt chạy ra bắn luôn. Mũi bụ, ui trời ơi, tiếp tục thay đạn, bắn băng mới.
và một tiếng hút đạn rất tốt đến từ Weibo. Và công việc còn lại của Steel là cực kỳ đơn giản, Weibo đang trốn đi rồi. Vẫn lục ra fake và lát lâu kìa, chạy mẹ mà. Đâu thì vẫn lát đúng không nhỉ? Nhiều cái quy tắc cơ đó là gì? Làm sao? Ông này thì sợ địch thì đang biết mình ở đâu rồi. Ném cái khẩu Glock fake và lát. Ông kia thì còn đéo biết địch ở đâu luôn, cứ chạy thẳng vào thôi. Chủ tịch lại có một góc kêu học đẹp. Và bây giờ thì các bạn thấy rằng Dan Binfield sẽ bách về. Ui, sẵn cho USP đẩy lên. Ui, cơm học đẩy luôn á. Ui, cái lô đi đây. Thịt mẹ mày đúng không? Ô, cái gì đấy? Nhìn nhầm. Thịt mẹ cũng vãi lô luôn. Các bạn thấy chủ tịch đang bắn ra một cái meta gọi là vãi lô. Ơ, nhìn thấy đi kìa. Ôi trời ơi, ken. Ôi trời ơi, bây giờ cũng kia chạy luôn ạ. Số 5 rồi, đẩy lên. Ôi hỏng rồi, ông solo B. Ôi trời ơi, chết rồi, ông đang có đạn, nó xảy thế, ông chết rồi. Đi vào, không được rồi, bây giờ thì sao đây. Đẩy lên lầu, bây giờ Steel Hoàng không được bắn đột trượt. Cái gì đang diễn ra vậy? Đàn review có cho mình một mạng rồi. Chúng ta cũng chờ xem, Sidecard đang kê lại và đang có một móc rất đẹp. Và đó là một móc tốt đến từ đàn review. Bây giờ Dan Bivu đối đầu với Steel, một tiếng tham súng quá. Tiếp tục sao không có double kill cho Steel và ra thắng thứ 15 dành cho Diều Hầu. Mẹ cầm off USB vừa bảo là bom xe có tiếng cái cầm off USB đẩy tín. Con mẹ bắn đây cẩn thận bị report hack em. Đẩy một tín vãi đi luôn. Chủ tịch lại có một con cho mình con đường tăng cơ không có số lùi. Nhìn đi đây rồi. Bắt đầu sao kia chạy về. Thế sao bắn được 7 viên đầy đạn ạ. Vãi luôn, tôi học rồi. Chạy đi đâu, bắt 7 viên đi thay đạn ạ. Đúng là cái quy tắc này thì hơi mới rồi. Đấu súng rất ác liệt ở khu bom xe A, chúng ta cũng chờ xem. Đang có tiếng đẩy B rồi. Lần này Pichan đang đẩy B. Như vậy là C-Cap bị bắn chết. Pichan đang có một tiếng mọc. Đứng ở C-Mid quá đông, chúng ta cũng chờ xem. Steel vừa có mạng của Dan Bifield. Vậy thì Pichan nghe thấy gì hay không? Vẫn đang quắc. Pichan nhìn thấy đối phương bắn luôn, bắn chết được vị trí của Weibo. Nhưng Steel vừa rồi đã hạ gục được Jenny. Hơi khó rồi. Pichan đang bị cầm chân. Bắn tạm trượt quyết định đi qua sống mốc tiếng này. Pichan hạ gục được Sidecat. Bây giờ thì bắn tạm trượt nghe thấy vị trí của đối phương. Bắn tạm trượt dí súng vào. Và hạ gục đang xuất đạt rồi, trở lại một vị Steel rồi. Steel làm gì đây? Steel đang rất cố gắng. Steel hạ gục được vị trí của bắn tạm trượt. Bây giờ là từ 1v1. Steel đang lùi lại. Còn Flash làm thế nào? Rồi Steel đang chạy rất nhanh. Steel đối đầu với ai đây? Vâng, như vậy là Steel vỡ bom luôn này. Rone và fake kìa. Vâng, một tiếng bóng và Steel. Các bạn thấy rằng cái thấp này thì các player họ gỡ luôn. Họ không làm những thứ phức tạp như Ngô Quốc Hoàn. Vậy tỷ số là 16-17.